xin chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota Tăng Cảng. Quý vị hôm nay Học lại gửi đến cho vị mẫu xe Fortuner máy dầu số sàn 2018 đây quý vị ơi. Xe này xin chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota Tăng Cảng. Quý vị hôm nay Học lại gửi đến cho vị mẫu xe Fortuner máy dầu số sàn 2018 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia đây quý vị. Và sản phẩm này mới đi chỉ 46.000 cây, 4 cái vỏ zin và cái vỏ dự phòng ở trên xe còn nguyên zin nha quý vị. Sản phẩm này đây là sản phẩm thô, bên Học mới thu về luôn, chưa làm bất cứ dọn rửa hoặc là sơn dặm phết gì lại ha quý vị. Bên Học chuyên thu mua những chiếc xe đẹp và bán cho cô chú anh chị ha, vì xe đẹp và bên Học về kiểm tra theo tiêu chuẩn của chính hãng 176 hạng mục, chúng ta sẽ được cái giấy chứng nhận chất lượng của Toyota cho những cái sản phẩm mà Toyota Tăng Cảng đang bán cho cô chú anh chị. Không có bị trường hợp và bị lừa những cái xe mà đâm đụng ngập nước nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mua xe cũ mà mua xe chính hãng á, thì sẽ được giấy chứng nhận của Toyota và sẽ được bán trả quay đầu bình thường nha cô chú anh chị. Không có bị trường hợp tiền mất tật mang giống như những chiếc xe ở ngoài thị trường nha cô chú anh chị. Khi mà cô chú anh chị mua những cái sản phẩm giá trị cao, cô chú anh chị nên lựa những cái chỗ mà uy tín, đại lý chính hãng hoặc là những cái showroom có uy tín nha cô chú anh chị. Còn sản phẩm này thì bên Học hiện tại là cam kết cho cô chú anh chị không đâm đụng, không ngập nước nha. Fortuner số sàn máy dầu rất là tiết kiệm, mua tiết kiệm. Và những cái chiếc xe này á là được cái là tiết kiệm nè, giữ giá nè, đi bền nè, và sản phẩm gầm cao thoáng chạy rất là sướng quý vị ạ. Xe tới 6 số lận. Còn về xe này thì đã được chủ trước lên phim cách nhiệt nè, viền che mưa nè, ghế da, đầu DVD, camera da, đầy đủ cho cô chú anh chị rồi, mua về chỉ việc sử dụng thôi. Bên Học là bên Toyota Tăng Cảng chính hãng có hỗ trợ cho cô chú anh chị, hỗ trợ ngân hàng lên đến 70% giá trị xe, cô chú anh chị chỉ đưa 30% và các chi phí dịch vụ nè, phí trước bạ nè, phí bảo hiểm nè, cô chú anh chị có thể sở hữu ngay cái sản phẩm này rồi nha cô chú anh chị. Rồi vẫn như thường lệ thì Học xin phép mời cô chú anh chị cùng Học đánh giá qua những cái chi tiết nội ngoại thất của cái sản phẩm này nha, xin mời. Và đầu tiên là cái sản phẩm này là chúng ta sẽ thấy được cái cụm đèn pha nó như là xe mới đây quý vị. Cụm đèn pha như xe mới ha, cái cản nè, cái cản trước nè, đó, cái lem chỉ nó ha. Và cái đèn gầm nè. Đó. Quý vị, ga lăng nè. Lưới tăng nhiệt phía trên, lưới tăng nhiệt phía dưới. Nó còn mới nguyên rồi quý vị. Rồi. Đèn gầm, cụm đèn bên phải ha, đó quý vị, mới tinh nè. Đó quý vị, khi mà Học cũng có chia sẻ trên nhiều clip cô chú anh chị khi Học mà lia máy nè, Học đi vòng vòng á, vừa giới thiệu sơ là cô chú anh chị nhìn những cái đường dập nổi với Học nè, chẳng hạn như cái vè nè, cô chú anh chị thấy cái đường dập nổi không? Đó, cái cản nó cũng có đường dập nổi, dưới đây li lên rồi nó móc ra, cabo nó cũng có đường dập nổi. Khi mà cô chú anh chị nhìn những cái đường dập nổi và cái góc mà Học lia nhiều chỗ như nè, nó thay đổi ánh sáng liên tục, chứng tỏ là cái cửa hoặc là cái cabo đó, cái nước sơn nó rất là đẹp, cái độ bóng nước sơn còn cao. Ở quý vị, có một vài chỗ nè, xe này nè, tại sao Học về nói là chưa làm, nhưng có một vài chỗ chày xước xước nhỏ nhỏ ở bên Học, chắc cái này đánh bát ra là hết rồi. Đây mày thấy không, đây đây cái màu đỏ đỏ nè, chắc là cái dấu của xe nào á, xem cái kiến hậu nào mà nó màu đỏ đó. Đây đây quý vị, những cái dấu bát này ha, cái này bên Học sẽ bát ra là hết thôi. Những cái chỗ nào mà chày xước mạnh thì bên Học sẽ tiến hành sơn cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị cũng yên tâm vì bên Toyota Tăng Cảng là chính hãng, nên là sơn nước sơn chính hãng là không phải lo ngại về nước sơn ở ngoài nữa ha. Ở đây để Học cái vỏ đây. Vỏ zin luôn nha các bạn. Từng 50/2018 nó gai còn dày cui. Gầm bệ nè. Cái cô chú anh chị thấy cái cục protein không? Nó còn 7 màu luôn nè. Đó, dấu son nè. Nói chung xe này bên Học maru lên thì lung linh nha quý vị. Đó. Rồi, sẵn tiện này mình coi phần nội thất luôn ha. Phần nội thất nè, vô lăng nè quý vị. Còn dày mo nè, những cái dấu nè. 46.200. Đó, đầu DVD. Đó, hệ thống lạnh. Những cái nấm vặn này nè quý vị, nhìn cũng để ý ha. Những cái nấm vặn cái xe đi ít nè. Cái chữ Hy và cái nút AC nè, nó còn rõ ràng lắm. Cô chú anh chị đi hơn 100.000 là những cái chỗ đó nó bị phai màu liền. Xe này đã được chủ trước lên ghế da màu nâu nha quý vị, tông màu zin theo xe. Cái dòng màu nâu, ghế da này cũng là ghế da xịn nha cô chú anh chị. Đó. Tót sàn luôn nè.
ốp sàn sạch sẽ nè. Đó quý vị thấy không? Cái ghế tài là ghế được nhiều lần nhất, tại vì khi có người phải bắt buộc phải có tài xế. Ở những cái chỗ này mà nó sạch thì biết cái chữ chủ xe này giữ rất kỹ. Đây, học khuyên cô chú anh chị nha. Khi đi mua xe cũ nhớ mà mập xuống mấy ghế này coi, hoặc là không thấy chúng ta lấy cái điện thoại ta quay phim lại. Cô chú anh chị thấy không? Những cái dấu son nè, đó. Dấu son của dắt điện nè. Thấy không? Dấu son của ghế nè. Đó, và cái thanh này nè. Nó còn titan 7 màu nè, thấy không? Cái màu chét. Đó, ví dụ như cô chú anh chị đi mua xe mà cái này nó xét người ta xì lại 7 màu hết là có vấn đề ha, nó phải có chênh lệch màu và những cái dấu son này còn nha. Bất cứ xe nào cũng vậy, không phải một mà vài dấu son nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị mua xe nhớ để ý kỹ những chỗ đó để chúng ta sẽ đỡ bị lừa về những cái phần ngập nước. Nó đỡ được phần nào đó quý vị. Ngập nước là những cái chỗ đó nó bắt buộc phải xét ha. Những cái phần trong đó là những cái tôn đó, những cái tiếp rồi nó không có sơn. Nó chỉ hàng lại thôi, tại vì trong xe mà đâu có tiếp xúc với môi trường bên ngoài đâu, nên là người ta không có sơn. Cơ bản đi xe 20-30 năm giờ chỗ đó nó chưa có xét luôn, nên là không sơn. Cô chú anh chị nào cảm thấy xét là nguy hiểm ha. Có bữa hôm có một khách ông đến, ông nói học đi coi xe mà ở trong bùn không mà không biết xe nó làm gì nữa. Đó thì những cái xe đó học không có dám khẳng định là xe người ta có ngập nước hay không, nhưng mà những trường hợp đó mình tiền của mình mà nên thôi, 50-50 thì thôi mình lựa chọn không mua nha quý vị. Còn bên Toyota Tân Cảng là bán xe cho cô chú anh chị là cam kết cô chú anh chị không đâm đụng, không ngập nước, xe là chất lượng, có chứng nhận của Toyota cho cô chú anh chị luôn, những cái dấu xước nhỏ nè đó cô chú anh chị thấy không. Đó thì xe này về là chưa làm gì hết. Đó, xe là vỏ nè, từng 50-2018 nè, vỏ cao nhồng rồi quý vị. Để học quay cái gầm cho quý vị xem đó. Cái gầm còn mới tinh, mã code gì của cái bọc đích này còn hết. Đó, dấu son còn y nguyên hết nha quý vị. Cái vỏ này cũng là vỏ zin theo xe nè, vỏ zin theo xe, gai gió còn cao nè, có gai gió nè. Đó quý vị thấy không, cái gai gió nè quý vị. Đó, hai gai gió là tại sao quá học cũng chờm chỉ được. À, camera gie nè, cụm đèn pha, cụm đèn lái, xin lỗi quý vị, cụm đèn lái đây. Đây khoang nội thất đây quý vị. Nếu chúng ta dỡ hai cái ghế sau ra thì chúng ta sẽ có một cái khoang để đồ rất là rộng luôn nha cô chú anh chị. Ở Fortuner thì chúng ta sẽ có tất cả các cửa gió ở tất cả các hàng ghế, vì xe hai dàn lạnh mà. Có con đội nè, đội túi đầu ngày nè, còn mới nguyên à, chưa đụng luôn. Để học soi thử coi, con đội này chưa đụng nha quý vị. Đây đây, đó, đội chưa chạm đất nha. Hàng ghế thứ hai chúng ta cũng sẽ có cái cổng sạc 12V ở đây ha, zin theo xe. Đây quý vị, xe ốc kết với học nè. Xe này là cam kết với quý vị là xe động cơ và hộp số phải còn nguyên zin nha. Đó, động cơ và hộp số phải còn nguyên zin, chưa đụng tới một con ốc nào cả, chưa đụng chạm tới một con ốc hoặc sợi dây điện nào cả. Đó, còn nguyên bản hết. Vỏ cũng còn zin nè, tầng thứ 15 2018 nè. Đó, xe này bốn cái vỏ, kể cả vỏ xe cô cũng còn zin nè. Đó, dấu son nè, dấu son cái đài, cái thanh cân bằng nè. Thấy không? Tấp bi. Bi cửa. Xe này mới về á, nhưng mà bên học chưa làm, nhưng mà cơ bản xe sạch lắm, sạch cho. Đây quý vị, nhìn nè. Đó, quý vị thấy không ạ? Đây cái phần ghế đây. Đó, quý vị thấy không? Hai ghế hai bên nè, có dấu son tem nhãn đồ đầy đủ hết á. Ở cô chú anh chị đi mua những cái xe ô tô mà trên 500 triệu nói chung là giống như cái tài sản của mình rồi cô chú anh chị, nên lựa chỗ nào uy tín. Đó, chất lượng cái sản phẩm đó là trên hết. Về ô tô thì có rất là nhiều khách hàng lo ngại về vấn đề mà mua xe tai nạn. Thực sự ra những cái đó phải đáng lo ngại luôn á cô chú anh chị. Đó. Đây. Tại vì khi mà mình mua cái sản phẩm mà thứ nhất là mình không biết gì về nó, ô tô thì nó cũng khó lắm, tại vì nó rất là nhiều chi tiết.
chứ không phải giống như cái nhà rồi chúng ta mua miếng đất là lên có bốn bức tường. Cái nhà nó cũng khó theo kiểu nhà, nhưng mà cái ô tô á thì nó nhiều chi tiết hơn. Ví dụ như cô chứ anh chị đi mua miếng đất thì mình coi đất xong rồi thì mình lên cái nhà gỗ thì giá trị nó chênh lệch, còn cái xe này nó giống như nguyên cái một đống đồ lắp ráp vậy đó, mà chỉ có một vài chi tiết mà nó hư là chúng ta sẽ không có hoạt động được. Hầu như là một vài chi tiết quan trọng nó hư thôi là chúng nó sẽ làm ảnh hưởng đến khi chúng ta vận hành nè. Đó, mất thời gian của cô chú anh chị ha. Nên cô chú anh chị phải là mua những cái sản phẩm chất lượng để chúng ta đi không có bị hư giặt, nó hành chúng ta không có mất thời gian. Và thứ hai nữa, cái sản phẩm mà nó chuẩn rồi á, cô chú anh chị bán nó đỡ lỗ. Ô tô là không có lời được. Nhưng mà cô chú anh chị mà lỡ mà mua những cái xe mà ngập nước ha, đâm đụng ha. Ví dụ như mình mua xe này đi, xe này đang Toyota Tân Cảng đang bán 900 triệu nè. Cô chú anh chị mua về chạy chừng tháng trời, chứ chừng kêu lại người ta lại định giá, người ta bán xe này định giá 500 triệu, cô chú anh chị cảm thấy đau lòng không? Bị lừa. Đó, bị lừa, cái đó là học cũng có nhiều khách bị comment đó nha. Nhiều khách comment là bị lừa á. Chúng ta cảm ơn những khách đó. Thấy chưa? Xin lỗi về dở cái bô là tặng quá, phải bật hướng cái máy lên trời. Đây cái động cơ đây, động cơ nổ nhuyễn như luôn quý vị. Dạ vâng, thì còn xin nhắc lại câu chuyện hồi nãy ha. Có rất là nhiều khách comment trên YouTube của Học á, bị lừa rồi, bị lừa rồi Học ơi. Thì thật sự ra là cô chú anh chị đó, người ta không biết là do người ta tiết kiệm quá hay là do người ta không có đủ chi phí mà người ta lại thích cái xe đó. Ví dụ như cái xe này nè, ở ngoài á, ví dụ như nhiều chỗ đăng 850, 870 nữa. Nhưng mà thật chắc ra cô chú anh chị phán xét á, nhiều khi có nhiều người vô nói Học bán xe bên Toyota Tân Cảng có xe nào không mắc. Học mong là cô chú anh chị hiểu rằng là khi mà kinh doanh là mình học phải có chi phí lời, và thời gian của mình học tối ngày lo đi lùng sục xe những cái xe đẹp cho cô chú anh chị không à. Nên là bên Học phải bắt buộc phải sẽ có cao nhỉnh hơn ở ngoài một xíu, cái đó là thật sự mà nói. Nhưng mà để một cái mức hợp lý á, để chúng ta sử dụng, cô chú anh chị nếu mà cô chú anh chị á, phán xét bên Học bán cao hơn ở ngoài á, thì cô chú anh chị hãy nhìn lại những cái mà bên Học đã làm. Chẳng hạn như là mình coi, thí dụ cô chú anh chị xe này Fortuner 2018 máy dầu xe nhập đi, cô chú anh chị nếu mà coi mắt hay không á, cô chú anh chị lên mạng tìm cho Học chiếc xe cao nhất, ba chiếc xe cao nhất, thí dụ như nó tầm giá khoảng 950 đi, 930, 940, 950, và ba chiếc xe thấp nhất là 950, 970, 980, thì chúng ta sẽ cưa ra làm hai thì ở đâu đó khoảng 900. Chứ thường thường thói quen cô chú anh chị, có nhiều khách đến showroom luôn gặp Học ha, nói sao xe cao hơn thị trường quá. Hỏi có những chiếc xe mà Học biết là bên Học bán bằng giá thị trường nhưng không có cao hơn được, nếu như mà so về salon hoặc là đại lý. Chứ còn mà người dùng cá nhân ta bán bắt buộc phải thấp hơn 5-10 triệu thì nó không có tới đâu. Nhưng mà Học kêu là mở ra để Học chỉ nha, Học soi những cái xe, thí dụ sệt Fortuner xe này đời này chính xác chỉ có dòng xe này thôi, số sàn máy dầu thôi, sệt lên toàn 950, 940, 970 luôn, dòng người ta bán cả tỷ luôn đó. Những người mà xe mà dưới 50 ngàn dòng người ta đăng 910, 909, 908 bình thường, thì mình phải lấy cái mức chính giữa của hai cái khung đó. Chứ không phải mà lên những cái trên kênh rao vặt á, cô chú anh chị thường có nhiều khách hàng lên toàn là coi những cái xe thấp không, rồi lên nói xe này mắc, lên bình luận thừa lưa hết trơn. Trong khi đó rất là nhiều khách hàng lại nhắn tin Học, Học ơi anh bán xe tới dần mà coi xe lại mới mua toàn bị lừa không. Nên là những cái vấn đề đó Học nói là thật sự rất là đáng buồn nha cô chú anh chị. Về riêng Học á nha, nếu mà về nghề á, là mình đã biết về nghề á, thì mình phải giúp cho những cái người sử dụng á, có những cái được sản phẩm tốt á, thì cái nghề nó mới nuôi mình mãi mãi, và nó sẽ hỗ trợ cho mình suốt cái cuộc đời của mình.
Chứ còn thí dụ như Học câu chuyện mà làm mà lừa, ví dụ như cá nhân của Học đi, Học còn không làm nữa, không đi cái đại lý của người ta gặn ngàn tỷ về mà bỏ ra hở là lừa. Xe này lời đâu có nhiều đâu vậy, ví dụ như bỏ ra vốn xe này 700-800 triệu bán lời 20-30 triệu là chuyện bình thường đó. Nên là cô chú anh chị thông cảm ha, khi mà nếu mà có bình luận phán xét đó, cô chú anh chị suy nghĩ cho kỹ hoặc tìm hiểu thông tin cho nó kỹ đó, để cho cái người mà sử dụng cái sản phẩm á, người ta không có bị hoang mang đó. Còn đây đại lý Toyota Tân Cảng bên Hồng, đây là bên đây mới xây phần nữa là lớn nhất Đông Nam Á, mà đặc biệt công ty của Học là công ty Nhật 100% vốn đầu tư luôn, chứ không có bất cứ một người Việt nào hết á. Nói chung là vốn là của người Nhật không à, coi như là Học làm cho người nước ngoài đó. Và người Nhật người ta làm việc rất là đâu đó rõ ràng lắm, không có về lừa đảo hoặc là những cái đâu nói một là một, hai là hai. Nên là cô chú anh chị khi mà sử dụng sản phẩm của Toyota Tân Cảng, cô chú anh chị chắc ăn ha, không phải lo những cái tiền mất tật mang, những cái vấn đề mà pháp lý về xe là rồi chất lượng của xe, cô chú anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi. Dạ, một lần nữa Học xin cảm ơn cô chú anh chị, Học nãy giờ cũng chia sẻ nhiều, hôm nay Học hơi nói nhiều, có gì cô chú anh chị thông cảm bỏ qua ha. Học xin nhắc lại, đây là mẫu xe Fortuner 2018, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, đi được 46.000 cây, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh cô chú anh chị ơi. Phim cách nhiệt, viền che mưa, đầu DVD, camera da, ghế da đầy đủ cô chú anh chị, giá là 900 triệu ha. Xe này giá hôm nay tốt lắm cô chú anh chị. Dạ thì Học xin kết thúc video tại đây. Xin chào cô chú anh chị, và xin hẹn gặp lại ở các clip sau. Xin chào.